chị ơi, chúng em quay trở lại kênh kia thêm. Mình đã lên đời iPhone 12 như thế nào với giá chỉ 130.000 anh em. Đó, anh em thấy cái giá hấp dẫn chưa? 130.000 cho anh em làm muốn lên đời iPhone 12. Rồi thì mấy anh em xem trong video này, mình sẽ chia sẻ bí quyết lên đời iPhone 12 chỉ với giá 130.000 anh em. Ok, trước khi chia sẻ bí quyết lên đời iPhone 12 giá 130.000, mình sẽ giới thiệu một cái deal ngon mà hôm 11 tháng 11 sắp tới trên Lazada sẽ có này. Và anh em đừng quên xem livestream của mình hôm 11 tháng 11 nhé. Đó, ví dụ đây sẽ có những cái deal là 11.000, rất là hấp dẫn luôn. Đây là những deal về thời trang, ví dụ anh em thấy chưa, toàn 11.000 hết nhá. Và cái này sẽ diễn ra từ 12 giờ đến 13 giờ trong ngày 11 tháng 11. Anh em đừng quên xem livestream của mình vào tối ngày 10 tháng 11 lúc 22 giờ nhé. Mình sẽ livestream săn hàng của em trên chính kênh caythem.com này luôn. Mình sẽ chia sẻ với anh em những cái deal 11.000, 1 đồng và 1.000. Đây này, túi ví 1 đồng này, anh em thấy chưa? Đấy, có mấy deal đã bắt đầu có giá 1 đồng lên 1 đồng trên này rồi. Ấn vào thì vẫn là về giá gốc. Đây là sẽ hiện những cái deal 1 đồng khi trong ngày 11 tháng 11 thôi. Và dưới này sẽ là deal 11.000. Đó, rất là nhiều nhá, túi ví này. Trời ơi, 11.000 ngon chưa? Đây. Đấy, ví đây đang bán 45.000. Đấy, hôm 11 tháng 11 sẽ về còn 11.000. Túi đeo chéo cả ví rất là nhiều luôn nhá, anh em tháo mua hôm đấy. Thì anh em nhớ xem trong livestream mình sẽ được gửi link cho anh em nhá. Rất là nhiều, cái này là 11.000 hết nhá. Đây, những cái sản phẩm này chưa nhảy giá đâu, vẫn là 25.000. Nhưng mà hôm nay sẽ nhảy giá còn 11.000. Những cái túi ví này sẽ là 1 đồng nha anh em. Đây, túi ví ba lô 1 đồng lúc 0 giờ đến 1 giờ sáng. Đó, nên anh em phải xem mình livestream từ 10 giờ tối. Đấy, và gần đến 0 giờ mình sẽ gửi link cho anh em. Link sản phẩm rẻ, link mã giảm giá. Đây, những cái ba lô này 1 đồng nha anh em. Ngon chưa? Đấy, ba lô hơn 100.000 còn 1 đồng. Đấy, kể cả vì ship 20-30.000 thì coi như anh em 20-30.000 một cái ba lô này cũng quá là rẻ. Áo 1.000 này. Đấy, từ 1.000 đến 11.000. Đấy, quần áo ship sủng này. Đó, rất là nhiều luôn nhá. Ngoài ra còn 39.000 rẻ chưa? Giày dép 39.000 đây. Hay là giày dép gì đấy 1.000. Ok, ngoài 1.000 một đồng ra còn những cái deal hấp dẫn khác. Ví dụ đang có cái mã 1.1.000 này. Đấy, cho những cái sản phẩm đây. Vì con loa này này. Đó, con loa này 3.000.000, hôm nay sẽ giảm còn hơn 1.000.000 thôi. Ví dụ 1.100.000 chẳng hạn, thì anh em áp cái mã 1.1.000 đấy vào giả còn khoảng 100.000. Hay là ví dụ như là 1.900.000 đi, thì anh em áp cái mã 1.1.000 vào thì anh em trả khoảng 800.000 thôi. À, với lẽ là 1.1.000 đấy mà áp vào thì còn coi như là 0 đồng. Đấy, còn 1.900.000 thì áp vào anh em trả 1 triệu, trả 800.000 đấy. 800.000 cái loa Bluetooth chính hãng Sony mà giá gốc là 3.000.000, anh em thấy ngon không? Quá ngon luôn, mà loa này số lượng sẽ có hạn nên chúng ta phải săn nhanh. Đấy, link thì anh em nhớ xem trong livestream mình. Cái mã 1.1.000 thì anh em phải vào lấy luôn nhá, để hôm nay chúng ta áp. Hay là Adidas này hôm nay cũng lại tiếp tục sale. Đấy, anh em mà xem cái video trước mình mở hộp hàng chính hãng trên Adidas đấy, những cái đôi giày khoảng 500-700.000 bằng giày Beatit luôn. Lại chính hãng mà bình thường Adidas họ bán toàn 2-3 triệu thôi. Đây, lại tiếp tục có mua 3 giảm 50%. Xong lại áp thêm mã 12% ở đây. Đó, chúng ta sẽ vào đây lấy mã 12% vào shop Adidas nhé. Đấy, xong rồi lại áp thêm mua 3 giảm 50 này. Xong rồi những cái sản phẩm lại giảm 50% nữa. Xong rồi áp thêm mã 12%. Đấy, nói chung là một sản phẩm giảm khoảng 8-90%. Thì những cái đôi giày 2-3 triệu bình thường Adidas bán này. Hôm đấy Adidas sale còn 1.000.000, xong rồi chúng ta mua 3 đôi, xong rồi áp mã nữa thì tính ra một đôi khoảng 500-700.000 thôi. Đấy, như vậy là anh em với cái giá tiền đấy bình thường anh em mua được đôi Beatit đúng không? Nhưng mà ngày 11 tháng 11 anh em sẽ mua được hẳn cái hàng chính hãng giày hàng hiệu luôn. Đấy, giá gốc 2-3 triệu. Đấy, anh em thấy rẻ không? Đấy chỉ là một số những cái deal rẻ mình giới thiệu đến anh em thôi. Còn hàng trăm deal nữa mình đang tổng hợp để trong livestream tối ngày 10 tháng 11 lúc 22 giờ ấy. Đấy, mình sẽ tung hết cho anh em để anh em săn. Ok, vào vấn đề chính trong video này. Đấy, thì mình sẽ cái camera này của mình đang dán này. Đó, dán không khít. Đấy, dán hơi bị hở. Đấy, mình sẽ biến iPhone 11 Pro lên iPhone 12. Rồi nói chung là anh em phải có iPhone X, iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max. Đấy, trước đấy thì anh em phải có iPhone đấy nhá, thì chúng ta mới biến được lên iPhone 12. Và nó lên iPhone 12 như nào? Tèn tèn, đây thì chúng ta chỉ cần một cái vỏ thôi, ok chưa? Đấy, và cái vỏ này đây nguyên siêu nó như này. Đấy, và chúng ta sẽ bóc ra. Anh em thấy đơn giản không? Anh em có nhớ cái video hồi xưa mà mình biến iPhone X ấy?
iPhone X lên iPhone 11 Pro ấy, có nghĩa là bình thường có 2 cam, iPhone X có 2 cam dọc đúng không, người ta sẽ độ thêm cái khung cam thôi, thêm một cam nữa là thành 11 luôn đó. Và đây yeah, cái ốp, vâng, đơn giản chỉ là cái ốp thôi, không có gì đặc biệt đó. Cái ốp của nó đây khá là dày nha anh em, ốp dẻo này đấy, đằng sau cũng logo Apple ở giữa luôn. Anh em thấy nhìn có giống yên iPhone 12 không đó. Đây cái góc bo này, nó không bo tròn như thế này đây. Đó à, mình còn đang dùng con chip chống sóng điện tử này, đã review đấy. Chip này à, đâu đấy mấy trăm cũng chả nhớ, nhỏ này thôi, của Nhật Bản. Và cái ốp của 11 Pro đây, và 11 Pro thì nó cũng bo cong như này, chứ nó không vuông như 12. Thì đây, chúng ta sẽ biến 11 Pro thành 12 trong nháy mắt. Đó, cái ốp này bên ngoài thì mạ vàng. Đó. Và màu xanh, mình thấy màu xanh đẹp. Thường thì có hết các màu vàng này, trắng này, xanh đen. Đấy, thì mình chọn màu xanh. Wow, và ốp vào đây anh em. Trời ơi, phô biến một phát. iPhone 11 Pro đã thành iPhone 12. Đấy, cụm camera này y hệt luôn iPhone 12 luôn. Giống yên iPhone 12, nút này. Những cái nút này thì chả khác gì luôn, tại vì cùng vị trí với iPhone 12 mà. Đấy, ở dưới đây anh em. Anh em thấy sao? Có giống iPhone 12 không? Vâng, mình thấy giống 96,69% thôi. Còn 4% thì nó khác ở nội thất, còn ngoại thất thì giống hệt rồi. Thế thì đó, anh em nào mà đang có con 11 trở xuống, 11 Pro Max trở xuống, cái này có cả vỏ Pro Max, Pro các thứ luôn nhá, XS các thứ luôn. 11 Pro Max trở xuống thì chúng ta lên Lazada, search độ iPhone 12 là có. Ok rồi, thì video vui vẻ rồi. Mình đã biến iPhone 11 Pro của mình lên thành iPhone 12, chứ làm gì có tiền mua iPhone 12. Chủ yếu là video này mình chia sẻ với anh em xem livestream của mình tối lúc 10 giờ tối, 22 giờ ấy, ngày mùng 10 tháng 11 nhá, để chúng ta bắt đầu săn hàng giá rẻ. Những cái deal 1 đồng 1.000, 11.000. Cực kỳ hấp dẫn, và ngoài ra còn những cái deal khác nữa. Có cả mua TV mua 1 tặng 1 gì đấy, hay là quà tặng 1 triệu gì đấy. Trong live stream mình sẽ gửi đến anh em nhé. Ok, anh em thấy video này hay và thú vị thì đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn video. Bye bye. Anh em thấy đẹp không? Bây giờ đi ra ngoài đường ai bảo con này là 11 Pro. Quá là 12 chứ, trời ơi. Ốp lại còn màu xanh rêu, đẹp vãi chưởng luôn. Wow. Chất lừ luôn anh em ạ. Perfect.